Bẻ luôn đấy, bẻ luôn, bình thường. Rồi lên. Bên kia kéo lên. Sợi dây trắng bên tay trái nè. Kéo lên. Bên trái. Ngày 19 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Ban Công binh, Phòng Tham mưu phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Chân Thành thu gom di dời quả bom nặng 300 kg nằm dưới hồ nước sâu. Trước đó, trong quá trình đào ao tại ấp 4 xã Nha Bích, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, anh Nguyễn Thành Nghĩa, 36 tuổi, phát hiện một quả bom chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, có chiều dài 80 cm, đường kính 30 cm, nặng khoảng 300 kg, do Mỹ sản xuất, đã rỉ sét. Sau nhiều lần khảo sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng đã thu gom quả bom và đưa về nơi an toàn chờ xử lý theo quy định.